Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tự hỏi. Đó có phải một bước khi hai mình mong về lâu đài. Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Con đường hồng không phải feel lonely after midnight. Chưa nói, hình như là từ cảm xúc kia đã toàn là giả dối. Chỉ một mình anh thôi, và là những mây trôi. Cầm theo tư mà tên em đi về đến xa xôi. Thôi đừng nhớ nữa, chẳng còn chi nữa. Em mặc kệ cho bao nhiêu như mà vẫn còn mơ. Nhẹ nhàng chạm bông qua tay, mà yêu thương nào đâu hay. Vì em bây giờ bên ai, anh ngần ngơ ngồi uống đắng cay. Có lúc muốn quên đi, sao nó bắt hoang mây anh đã cố lâu khô. Nhưng là cuốn em đi, chẳng có lẽ do ai, chẳng phải anh mơ. Hai ta bước qua nhau bông khác qua màu, xong nói đến câu chụp dưới đêm thâu. Và thế là hết rồi, khi con tim của anh như vỡ tan. Âm thanh đã quán quen, được lưu tay sang phim đàn. Anh đã không còn thấy em nở nụ cười, thấy anh mắt rạng ngời, yeah. Oh no. Và thế là hết rồi, khi con tim của anh như vỡ tan. Say bye bye, no. Đừng nắm đôi tay của em mà đi cùng em đến cuối đời. Yeah, anh sẽ yêu em thành hai ai. Yeah, đưa em tới đôi trong tay lạnh. Ah, ah. Say bye bye, no. Đừng nắm đôi tay của em mà đi cùng em đến cuối đời. Anh luôn mong một mai sẽ có em bên đời, mà kể bao giờ anh chẳng mong thời gian trôi.